could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nam ca sĩ mất 25 tỷ chỉ sau một tháng bị đuổi khỏi phòng thu, đi hát không có quần áo mặc. Lương công nhân thời đó là 1 triệu 6 một tháng mà tôi đã làm được đến 90 triệu một tháng nên rất thoải mái, dư dả, Phạm Khánh Hưng chia sẻ. Phạm Khánh Hưng được biết đến là một trong những nhạc sĩ nổi đình nổi đám thời điểm cách đây 20 năm với nhiều bài hit được giới trẻ yêu thích như Chắc Anh Có Yêu Em, Không Phải Hứa Đâu Em. Sau một thời gian vắng bóng, thời gian gần đây, Phạm Khánh Hưng trở lại với khán giả qua chương trình truyền hình gây sốt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và để lại nhiều ấn tượng. Phạm Khánh Hưng sinh năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời nhỏ anh có đi phục vụ văn nghệ cho trường lớp nhưng chỉ là đánh đàn, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ để cầm mic hát. Trước khi bước vào showbiz và đi diễn, Phạm Khánh Hưng có phòng thu riêng khá có tiếng tại Sài Gòn. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ngày đó đều tìm đến phòng thu của anh để thu âm, vì thế Phạm Khánh Hưng kiếm được rất nhiều tiền. Anh tiết lộ, 15 tuổi tôi đã đi làm rồi sau đó mở phòng thu cùng anh trai nên thời 20 tuổi cuộc sống dễ dàng, không phải suy nghĩ nhiều. Lương công nhân thời đó là 1 triệu 6 một tháng mà tôi đã làm được đến 90 triệu một tháng nên rất thoải mái, dư giả. Đời sống của tôi thoải mái về kinh tế nhưng lại bận rộn đến mức ăn ngủ trong phòng thu. Cũng nhờ phòng thu anh sớm có cơ hội làm việc trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, hiểu được quá trình làm ra một bài hit. Vì thế, từ năm 2004, Phạm Khánh Hưng mới 22 tuổi nhưng đã bắt đầu sáng tác nhạc cho một số ca sĩ nổi tiếng và nhanh chóng tạo hit được đông đảo khán giả biết tới. Thành công đến với anh khá sớm và suôn sẻ. Cũng từ giai đoạn này, anh chính thức cầm mic lên sân khấu để hát chính bài hit của mình với các nghệ sĩ. Anh nói, cột mốc lớn nhất là lần đầu tiên tôi bước chân lên sân khấu, cầm mic hát bài Chắc Anh Có Yêu Em cùng nhóm Mây Trắng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hát cùng Mây Trắng cho vui, ai ngờ lại là bước ngoặt của cuộc đời mình. Một năm sau đó, Phạm Khánh Hưng phát hành album Vol 1 mang tên Tình Ra Đi, Người Chẳng Muốn Chia Ly, gồm 6 ca khúc do anh tự sáng tác và trình bày. Anh gọi đây là một quyết định điên rồ vì dám làm việc mình chưa từng nghĩ tới. Lúc ấy, Phạm Khánh Hưng đang viết nhạc thì một số nghệ sĩ vào bảo sao không đi hát đi. Anh lập tức tìm xem còn bài nào chưa bán cho ca sĩ thì đem ra thu, rồi làm thành album và tự làm đạo diễn, mướn máy quay, tự làm hết mọi thứ mà không có ekip nào. Anh nói, tôi liều lĩnh lắm vì chẳng biết gì về quay phim mà dám thuê máy về ngồi tự mò. Tôi còn tự thuê xe tải chở giường tủ, ghế vào khu Phú Mỹ Hưng, dựng nên bối cảnh để quay MV bài Thật Lòng Xin Lỗi Em. Chắc do tôi đam mê phim ảnh quá nên tâm huyết lắm, muốn tự mình làm MV, đổ bao công sức cho nó. Và có lẽ cũng vì đổ nhiều công sức như vậy nên tổ nghiệp thương cho Phạm Khánh Hưng được nổi tiếng. Trong giới nghệ sĩ, ít ai như Phạm Khánh Hưng, không phải đi hát lót ngày nào, vừa lên sân khấu đã nổi tiếng. Ngay sau khi album phát hành, cái tên Phạm Khánh Hưng đã trở thành hiện tượng âm nhạc nổi đình nổi đám, ăn khách ở khắp các sân khấu. Anh liên tiếp cho ra nhiều bài hit riêng như Thật Lòng Xin Lỗi Em, Lời Danh, Xin Cho Tôi Được Yêu. Về sức ảnh hưởng của mình, Phạm Khánh Hưng chia sẻ, đùng một cái tôi được làm ca sĩ, được nổi tiếng, có fan hâm mộ, trở thành một idol. Tôi mặc đồ gì, cắt tóc ra sao người ta cũng làm theo. Nhiều khán giả vẫn kể lại rằng hồi xưa cứ vào tiệm tóc là lại bảo cho làm kiểu tóc Phạm Khánh Hưng. Tôi cảm thấy vi diệu quá, giống như món quà trời cho khi tự nhiên có mọi thứ như thế. Tới năm 2006, Phạm Khánh Hưng tiếp tục đẩy tên tuổi mình lên đỉnh cao khi phát hành loạt hit mang đậm dấu ấn riêng như Người Ra Đi Vì Đâu, Không Cần Phải Hứa Đâu Em, Mồ Côi. Năm 2007, Phạm Khánh Hưng phát hành album Đếm với nhiều bài hit như Muốn Khóc Hãy Khóc Đi Em, Thật Khó Nói Lời Chia Tay, Xa Mặt Cách Lòng, Thật Hay Mơ. Năng lực làm việc và sáng tác của Phạm Khánh Hưng thực sự đáng nể khi ra album liên tục. Năm 2008, anh tiếp tục phát hành album nhạc xưa Xin Còn Gọi Tên Nhau. Thành công và tiền bạc đến quá sớm nên Phạm Khánh Hưng không tránh khỏi những quyết định nông nổi của tuổi trẻ. Anh đem hết tiền đi đầu tư chứng khoán và thua lỗ vào năm 2008. Đó là lý do vì sao nhiều khán giả thắc mắc tại sao Phạm Khánh Hưng đang nổi tiếng rầm rộ lại bỗng mất tích khỏi thị trường. Anh kể, tới năm 2008 kinh tế toàn cầu sụp do khủng hoảng và tôi cũng bị ảnh hưởng, mất hết tiền bạc, nhà cửa, phòng thu không còn, tôi bị đuổi khỏi phòng thu, đến quần áo đi diễn cũng không có. Sau khi thua lỗ vì chứng khoán, Phạm Khánh Hưng sang Mỹ định cư và làm lại từ đầu. nhưng cuộc sống không dễ dàng với anh. Lúc mới qua Mỹ, Phạm Khánh Hưng đi hát và bán đĩa. Thời điểm đó, nghệ sĩ ở Mỹ đắt show. Một tuần anh diễn tới 3 show, bán đĩa như tôm tươi. Anh đi cả Úc, cả châu Âu để diễn, kiếm được khá nhiều tiền. Để giành được một khoản tiền, Phạm Khánh Hưng lại đem sang Campuchia đầu tư. Sau một tháng, anh mất trắng 1 triệu đô, tương đương 25 tỷ đồng. Anh nói, nhưng tôi không quá sốc vì trước đó đã từng mất nhiều hơn thế. Sau nhiều thăng trầm, hiện tại, Phạm Khánh Hưng đã ổn định sự nghiệp và cuộc sống.